Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình đi chợ mua được trái sầu riêng với giá 20k. Bự hơn bằng tay tí xíu nè mọi người. Đây là loại sầu riêng sữa. Nên nhìn nó mini lắm nha mọi người. Giờ mình sẽ khám phá xem cây trái sầu riêng 20k này trong đây được bao nhiêu muối nha. Mình mua gì em? Mua 3 trái nhưng mà giờ mình cua thử 2 trái nha. Đây một trái nữa nè. Trái này thì bự hơn tí xíu. Đây, đọc lại nha. Cầm cho mới thấy trong lòng bàn tay nè. Thấy sầu riêng trong lòng bàn tay nè. Bự hơn bàn tay tí xíu nha mọi người. Chín đồng phất luôn á. Cái người bán sầu riêng nói là sầu riêng sữa được trồng ở Đắk Lắk, ta chở xe tải về ta bán. Cúi cái kiếm đi, cái này cột cái dòng này với là nó không nứt hả ta? Nhưng mà cũng mấy cái nó không nứt, không bung hồi chừng thôi. Cô giống như viên chim bay nha. Đó vậy đó. Ôi. Muốn bự lắm nha. Nè. Cũng hai bằng bự hơn hai bằng tay à. Tất nhiên có mấy muối em. Này hai muối nè. Không. Đây là 3 muối. Đây là hai muối, một mặt này là hai muối. Nói chung là cái nào cũng có một mọc. Đây là ba muối. Ba muối đây là 4 muối. 4 muối, 5 muối, 6 muối, 7 muối. Cái là 7 muối mọi người, xứng đáng không? Trái sầu riêng này 7 muối với giá 20.000. Tách luôn mình tách. Nó luôn rồi. Từ từ. Tách luôn vui luôn ăn luôn. Chưa được anh ăn cái này nữa em. Ăn cái nó ngọt không nha mọi người. Cái màu này thì nó không có vàng giống như là sầu riêng. Sầu riêng ri sáo là sầu riêng gì đó, thì Thái Lan vậy. Mà màu này nó hơi ngà ngà kiểu như ngà ngà kiểu như là sữa đặc đó mọi người, giống như sữa đặc vậy. Ngọt lắm. Rất ngọt. Nó hơi nhẫn tí xíu à, mà nó ngọt, vị nó nhẫn. Tại vì cái cơm nó mẩm chứ nó không vậy em. Thấy không? Mà ngọt nha, ngọt ngon nha. Cơm nó không được vậy. Đấy, muối nhiều hơn. Để cái hộp là mình hấp cơm rồi ha. Hình như trái kia nó nứt hơn phải không em? Cái này không, hai đấy. Trái này nứt thôi, còn hai trái còn lại nó không nứt. Cũng như là hồi mùa tới giờ thì mình ăn trái này, ăn mấy trái sầu riêng đầu tiên. Cái tiền nó giống mùa sầu riêng ngon. Dễ dàng luôn. Cái này nó lép. Thơm à. Hai muối thì bự luôn mọi người. Đã không? Hai muối là 3 muối, mà hai muối này nó bằng, mà hai muối này nó bằng một muối này. Muối này bự hơn. Cái trái này ít muối hơn ha. Muối hơn nhưng mà nó bự hơn, chất lượng hơn mấy cái muối này. Nên hơi nhỏ. Trời ơi. Cái này là 5 muối nhưng mà muối bự nha. Em ăn cái này thơm ngọt ngay đúng không? Còn ngọt lắm. Nghe cái nó không có dày ha. Nó hơi nhẫn anh.
Nhìn nó chín, ngọt. Nó chín tới. Thơm ha. Mà mỏng cơm ha. Mỏng cơm bây giờ cái nó chín quá hơi nhẫn nhẫn. Nhưng mà 20 ngàn vậy là quá rẻ. Sau này đầu tiên anh nghĩ là nó chín cây luôn á thôi. Không có ngâm thuốc á. Nhưng mà cái này mà ai ngâm chi nó tốn thuốc rồi. Lúc mà mua xong chưa ta, để thuốc riêng cho em nhúng. Ăn thử cái tái sầu riêng thứ hai nha mọi người. Tái sầu riêng thứ hai nó muốn nó bự không? Béo. Thử đây. Tự nhiên ăn cái muối này qua khác liền luôn nè, khác liền luôn. Nó béo hơn cái trái đầu tiên. Ha. Nó béo hơn. Có nghĩa là nó mới vừa chín tới ha. Nó đậm vị hơn. Cái này thì nó hơi... Cái này nó hơi nhẫn nhẫn xíu. Cái này nó béo mà đậm vị hơn cái muối đầu tiên. Rất là ngon. Cũng dày cơm nha. Muối bự dày cơm không? Hai đá đầu tiên là 40 ngàn. 40 ngàn mà được 7-5 nhiêu tâm? 12 muối. 12 muối đầu tiên 40 ngàn. Mình không có tiền, mình chỉ ăn sầu riêng rẻ nha mọi người. Ngon lắm, sạch cái hộp để nó hấp đâu ăn. Là mấy bánh sầu riêng. Gọi ăn cơm là bánh sầu riêng. Nó không có án nhiều, nó có bọt nhiều. Nó bọt nhiều bằng cái riêng bự. Khá là chiên. Béo quá. Thấy không? Lâu lắm mình ăn chắc nguyên lại rồi. Đầu mùa tới giờ. Hồi đó anh đi ngoài Đắk Lắk á cũng tới nguyên nhỏ vậy nè. Mua về cũng khui ra nhiều muối vậy mà ăn cũng ngon nha. Tính ra ăn sầu riêng này lợi hơn là sầu riêng ngắn chứ, sầu riêng bự chứ. Có ấy luôn nè, có nhựa luôn mà. Ừ, đau đó cũng nhiều lắm mà nước lên trời. Ừ, đã. Quá đã. Béo. Mà thơm nha. Thơm mà ngọt ghê. Khi nào mà gặp ông này bán nữa chứ mua nữa. Cái chú này bán ở gần khu vực khu vực Mỏ Cày Nam mọi người. Chỗ ngày mang chi mới chỉ sơ dừa. Bữa mình đi công việc về, đi công việc ở trên tỉnh về mình ghé mình mua. Cái chín nhỉ, nó có bị đắng anh. Ừ. Nó cứng nhựa quá rồi. Nó gảo không? Ừ. Nó gảo hơn, đắng hơn, có kiểu không? Nó cứng cứng ha. Ăn ngon rất ngon hơn cái chín luôn. Chín quá nó nhão. Nó nhão hơi nhão. Hai cái thùy em mười. 12 muối 40 ngàn em mười. Rất là ngon nên ai đi ngang khu vực đó thấy chú mà có chú mà đậu xe tải á để đóng đóng thùy em. Bán thành long á. Mình kết thúc clip ở đây nha mọi người. 2, 4, 6 7 hộp luôn. Đang hộp 8 hộp. Để hấp cơm ăn được luôn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của mình nha.